Chào em. Thì vừa qua thì chị cũng đã được nhận cái khóa học để hướng dẫn em ấy, là cái về cái vận tải của hợp tác xã ấy. Thì là trong thời gian vừa qua thì hai chị em mình cũng đã đi hết cái chặng đường để hoàn thành được cái khóa học của chị em mình. Thì là Dạ vâng ạ. chị hôm nay chị gọi cho em và muốn hỏi em một chút về cái quá trình học, xem là trong cái khóa học ấy chị hướng dẫn em thì em có hiểu không, và có vấn đề gì là em có cần phải góp ý cho chị để mình kiểu như là chị em mình cùng kiểu như là nâng cao thêm cái gọi là cái kinh nghiệm để trao đổi với nhau ấy. Em thấy thì chị thấy rất rất là dễ hiểu mà. Dạ Cảm ơn vâng, còn em. kinh nghiệm thì chị nhiều kinh nghiệm hơn em, thì cái này em chưa có gì để dám góp ý cả, Rồi, cảm ơn em còn phải em. học hỏi chị nhiều ấy. Rồi. Rồi thế thì trong cái giáo trình mà em học đấy ấy, thì em có xem giáo trình thì em có hiểu không? Cái giáo trình có dễ hiểu không? Vâng, dễ hiểu chị ạ. Thế à? Rồi, Dạ cảm ơn vâng. em. Chị đã cùng em đi hết cái khóa học đấy rồi ấy, thì bây giờ thì Dạ vâng. chị mong rằng ấy, sau cái khóa học này ấy, thì là em sẽ làm tốt cái công việc của mình, và sau khi mà học khóa học này xong ấy, trong quá trình em làm việc có vấn đề gì xảy ra trong quá trình làm việc thì em cứ alo hay nhắn tin cho trực tiếp chị, và chị Dạ vâng. sẽ giải đáp và tư vấn cho em và hướng dẫn Dạ em vâng. và đồng hành cùng em trong suốt cái chặng đường em làm kế toán. Là Dạ em vâng. yên tâm là như vậy. Dạ Chị sẽ hỗ trợ em đến khi nào mà em không còn cần chị nữa thì đến 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 lúc nào bằng chị, chắc là phải bằng chị bây giờ thì may ra, với không cần chị cần tôi, yên không cần yên là tôi tâm, yên tâm, cứ chăm rồi sẽ giỏi. Dạ À, vâng, rồi em cảm cho chị ơn hỏi chị. thêm một chút là sau cái khóa học này ấy, thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay người thân hay là ai đó để lại tìm đến trung tâm chị để học tiếp không? Nếu mà trong thời gian làm việc mà nếu mà có bạn nào có ý định muốn học nâng cao lên thì em sẽ giới thiệu ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ Rồi. vâng. Đặc biệt là sẽ giới thiệu để chị Lệ làm giáo viên. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, thế sau khóa học này thì chị chúc em là làm tốt công việc của mình nhá. Rồi, cảm Vâng ơn ạ. em. Rồi, chào em.